cùng toàn thể cô chú đã có mặt trong buổi sinh nhật đồng đội của Liên Chi Đoàn 2 ngày hôm nay. Lần đầu tiên xin phép cho ca tạ nó đông với bạn lắm anh. Lên thủ trưởng của toàn thể cao trí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc sức khỏe đồng đội ca ngày hôm nay thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. Vâng, mở đầu buổi sinh nhật đồng đội hôm nay để tạo không khí sôi nổi, tôi bắt nhịp cho cao trí hát một số bài hát được không cao trí? Được. Đầu tiên một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, xin hỏi những cánh tay của chú đoàn 5 như thế nào không ạ? Thật quá vậy. Bây giờ tôi thống nhất hồ đến chú đoàn nào thì các chị vỗ tay cao lên được chưa? Và tay tôi càng cao thì các chị vỗ tay càng cao được không các chị? Được. Hỏi lại này, những cánh tay của chú đoàn 5 đâu? Đó lên. Những cánh tay của chú đoàn 6 quỳnh tay đâu ạ? Những cánh tay của chị đoàn máy. Okay. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Và chắc chắn là sẽ rất là to và lớn đồng nghiệp nữa. Xin hỏi những cánh tay của chị đoàn 8 và tiền đồng hồ đâu? Tối lên nào. Và một lần nữa những cánh tay của Liên chị đoàn 2 chúng ta. Vâng, xin mời anh chàng ạ. Bài đầu tiên, một bài hát rất là thân quen, đó là Thanh Niên Làm Theo Lời Bác. Các chí vỗ tay và hát to rõ. Và đặc biệt là nhớ anh đèn chúng ta ạ. Vâng, các chí dưa đèn lên ạ, tất cả dưa đèn lên ạ. Đèn đâu, đèn đâu? Đúng nữa, đúng. Bên trái này, bên trái, bên phải, trái, phải thế nào? Vâng, và những ai không có đèn thì vỗ tay thế nào? Cao hơn nữa, tôi lên! Hình như là trước khi hát mà tình hình như thế này không được rồi. Khả năng con chí phải tập là đứng dậy đúng không? Xin mời em nhạc, ta mời nhạc ạ. Cái nách của mày á. Chị ai là vỗ tay lên! Thanh niên hai cùng nhau đi lên, giờ năm đi lên, cứ hòa bình đồng lập tự do. Thanh niên hai, thanh niên ta cùng đi tìm mưa, thanh niên hai cùng nhau đi lên, giờ năm đi lên, cứ hòa bình đồng lập tự do. Đi lên thanh niên, làm theo lời bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi mà lấp biển. Quyết chi ác làm đen. Vô đây. Tiếp theo là bài, bài gì cơ chứ? Đó lên nào. Đời mình là hồ quốc quân hài. To lên. Đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang chiến binh qua tháng ngày. Lượt về đêm đưa đời mình cơm đến nơi đảo xa. To lên. Mãi mãi lòng chúng ta. Hoa hồng kẻ thù buồn ta ôm cây súng, ta yêu sao lòng với nó nước mình, tìm quê hương nước ta là nam công quân hành ca. To lên mãi mãi lòng chúng ta ca. Vâng, một tràng vỗ tay nữa, thật lớn nữa nữa. Chúc chị đồng viên đã cảm thấy nóng lên chưa ạ? Để hâm nóng cho chương trình sinh nhật đồng đội, sau đây mời đội trưởng cùng toàn thể các đồng chí lắng nghe một bài hát được mang tên Đôi Chân Trần do nam ca sĩ Hồ Văn Điểm đến từ chị đồng tám trên bày. Vâng, xin mời ca sĩ Hồ Văn Điểm khẩn trương lên sân khấu ạ. Hồ Văn Điểm kìa.
diễn. Mạnh lắm. Sợ yếu gì đó. Cái đầu đâu mà nó cầm ở đầu. Nó sáng ổn. Ổn gì mà mở. Kính thưa tôi được cùng tôi thề các đồng chí. Sau đây tôi xin trình bày một khúc đôi chân trần. Kính thưa tôi cùng thề các đồng chí cùng tinh thức. Tháng với ngày cha đi lên.